trong quản trị thì người ta nói là kiên định với lại cái năng lực cốt lõi của mình, cái ngành kinh doanh cốt lõi của mình đấy. Thì tôi chia sẻ câu chuyện là hồi trước cái thời cách đây khoảng 20 năm thì cũng có hai doanh nghiệp về văn phòng phẩm rất là nổi tiếng và cũng nằm trong gọi là top của hàng Việt Nam mà coi như là cái thương hiệu được yêu thích nhất á. Nhưng một cái doanh nghiệp á, thì cũng coi như là kiên định với lại cái con đường phát triển cái sản phẩm văn phòng phẩm đó. Về nay trở thành một thương hiệu rất là nổi tiếng và đi với lại công nghệ để cùng phát triển cái sản phẩm đó lên. Trong khi đó một doanh nghiệp thì cũng trong thời điểm đó cũng thời cơ cũng nhảy vào bất động sản. Tới lúc mà không đua theo được cái bất động sản thì dẫn đến là gì? Tại vì người ta lời được thì người ta muốn lời thêm nhiều. Người ta kiếm đường dễ quá, người ta muốn kiếm nhiều hơn. Lao theo tới đầu cái lợi nhuận của cái ngành chính nó không đủ bù đắp cho những cái chi phí mà phải về lâu về dài của cái ngành kia. Và dẫn đến là tới nay là thương hiệu nó mất luôn. Đầu tư trong giai đoạn khủng hoảng là đầu tư chi phí thấp nhất. Bởi vì giai đoạn đó là cái giai đoạn mà anh sẽ mua nguyên vật liệu và các loại vật tư thiết bị với giá thấp nhất. Vì trong khủng hoảng người ta sẽ bán rất là rẻ. Nếu mình có chuẩn bị được nguồn lực, mình đầu tư giai đoạn đó là mình đầu tư thấp nhất. Và cái này thì tôi đã có kinh nghiệm hồi trong thời gian 5 năm tôi làm hội đồng quản trị một công ty thép. Thì cũng cái giai đoạn là khủng hoảng vào năm 2008. Nhưng mà mình dự báo được là thị trường nó sẽ phục hồi. Và trong cái thời điểm đó là quyết định đầu tư. Thì ngân hàng sẵn sàng tài trợ với điều kiện là mình giải quyết được cái bài toán kinh doanh, cái bài toán tương lai. Và khi mà đầu tư xong thì cái kinh tế phục hồi lại. Thì cái lúc đó đã bắt đầu là có cái năng lực để mà có thể chiếm lĩnh được thị trường rồi. Gặp gỡ chuyên gia Lê Phụng Hào, nhà đào tạo, huấn luyện về quản trị chiến lược với 20 năm kinh nghiệm thực chiến và đảm nhiệm các cương vị Phó Tổng Giám đốc tại các tập đoàn hàng đầu Việt Nam như Kinh Đô, Bitis, Ủy viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn Hoa Sen, Giám đốc Công ty GAAAC, đặc biệt giao lưu trực tiếp cùng chuyên gia, hỏi đáp và tháo gỡ mọi vướng mắc ngay tại khóa học và trong quá trình ứng dụng và thực tế. Hẹn gặp lại các bạn tại Học viện Doanh nhân Alpha Leader, Học viện Doanh nhân Alpha Leader, quản trị thực chiến cho lãnh đạo.